Vâng, Xuân Hùng ô tô xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay là Xuân Hùng lại quay lên một chiếc clip để giới thiệu một chiếc xe Hyundai i10. Xuân Hùng vừa mới về. Và Xuân Hùng muốn trao gửi tới quý vị là làm thế nào để chúng ta chọn một chiếc xe nó ưng ý hợp lý với gia đình chúng ta. Và làm thế nào để chúng ta quản lý một chiếc xe cũ cho nó an toàn hiệu quả mà không bị hỏng hóc và không bị hỏng vặt khi chúng ta đi trên đường dài. Và ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn cùng đón xem. Vâng, thưa quý vị, trước mắt chúng ta là một chiếc xe i10, Hyundai i10 đời 2015. Chiếc xe này là chiếc xe màu trắng và chiếc này bản thiếu quý vị nhé, bản thiếu. Trang bị la răng sắt nguyên bản theo xe và lốp láp thì con này còn khá mới. Về sơn xi nội thất con này thì sơn xi và đẹp và nội thất cũng khá là đẹp. Để em cho các bác xem qua một vòng chi tiết xung quanh. Cái chiếc xe này thì khá ổn như vậy nhé. Khá ổn về ngoại thất, hình thức và khung gầm thì nó cũng còn khá là nguyên vẹn, nó chưa bị đâm va hoặc là bị sao cả. Nó chỉ là một chiếc xe dịch vụ ra và đã ra tên tư nhân rồi. Bên Hà Nội các bác nhé. Thế thì em sẽ cho các bác xem qua một vòng xung quanh nhỉ. Một chiếc xe i10 đời 2015 mà bên em đang bán với giá là 245 triệu đồng. Và các bác nào anh chị là có nhu cầu mua thì bên em sẽ có bao hồ sơ cho các bác nhé. Và trong thời gian tới này, nếu như các bác nào mà trong mùa Covid này, nếu anh em nào mà không đến xem xe được hoặc là không có nhu cầu đi thì bên em sẽ ship xe đến tận nhà luôn cho các bác nhé. Trước tiên thì một chiếc i10 đời 2015, nếu chiếc xe này mà là chiếc xe bản đủ hoặc là chiếc xe không dịch vụ thì nó sẽ rơi vào tầm 280-290. Còn nếu chiếc xe này là chiếc xe dịch vụ ra thì nó sẽ rẻ hơn so với chiếc xe kia khoảng 50 triệu. Đấy, nó chỉ còn tầm 240-245 thôi các bác nhé. Thế thì chúng ta xem qua một vòng xung quanh này, để chúng ta xem về cái nội thất. Để với giá tiền mà bỏ ra thì chiếc xe này là hợp lý này các bạn nhé. Một chiếc xe i10. Nói chung là mua xe thì chúng ta hãy làm như thế này. Khi chúng ta mua xe thì chúng ta hãy lên xem lần đầu tiên là chúng ta có ưng chiếc xe này không đã thì hãng nói đến chuyện mua các bác nhé. Chúng ta xem tổng thành qua chiếc xe này mà cảm thấy ưng thì hãy nói đến chuyện mua. Còn nếu không ưng thì tốt nhất là cũng không hỏi ưng mua làm gì. Thế để trước tiên chúng ta xem vào qua cái xe này thì về phần sơn xi thì khá đẹp. Ở vô lăng nó cũng còn khá đẹp nhé, không bóng mòn. Xe thì chạy qua taxi rồi. Nội thất thì được bọc lại một cái ghế màu vàng bò, nó rất là nổi bật đó nhá, nổi bật. Và chiếc xe này để phối màu thì khá đẹp quý vị nhé. Và vào trong xe ngồi rất là sáng xe, rất là sáng xe. Chính vì vậy mà chiếc xe này là có thể là chúng ta lên chọn lựa chọn. Thường thường thì đa số là chúng ta xe thì nội chất lượng ok rồi, còn chúng ta có thể là bàn nhau về giá một chút nữa thôi nhé các bạn nhé. Về chiếc xe này thì còn khá là nguyên, không có đâm đụng hay va chạm gì. Còn con xe này thì chắc chắn là sẽ tỉa sơn. Và nội thất này cũng bọc lại rồi nhá. Nội thất này là bọc màu da màu vàng bò, rất là sáng luôn. Đây là một cách phối màu rất là hợp lý cho những người bọc ghế. Thường thường là con i10 này đấy, là nếu đa số là nó sẽ là màu ghế là màu đen, nó hợp với lại cái thành của nó. Nhưng bây giờ đã bọc thành cái màu vàng bò này thì nó rất là nổi trội, rất nổi trội không nhá. Xe thì sạch sẽ, về chỉ việc đi thôi, các bác chỉ về việc đổ xăng mà đi thôi. Và xăng bây giờ thì lại rất là rẻ, rất là rẻ thôi, cho nên là rất là dễ chịu. Đây là cốp đây ạ. Và chiếc xe này thì khá là sạch sẽ rồi các nhá, khá sạch sẽ rồi. Chúng ta không phải nghĩ ngợi gì với cái chuyện này chỉnh sửa hay làm gì cả. Đây để em sẽ quay từ đằng sau và trước cho các bác này. Xe rất là sạch sẽ, rộng rãi. Và cái xe này thì đang bán với giá là 245 triệu đâu các bác nhá. Đấy, bên em đã dọn dẹp sạch sẽ rồi, các bác về chỉ việc đi thôi. Thế thì làm thế nào để chúng ta chọn một chiếc xe là hợp lý với gia đình nhà mình? Thì đa số là người Việt Nam ta là hay có cái cách tính là nếu chúng ta có 200 triệu thì chúng ta sẽ mua có xe mà 300 hoặc 400. Thì cái số tiền chúng ta thiếu đó là chúng ta có thể là vay ngân hàng trả góp được, đúng không các bác? Nhưng theo em khuyên thì các bác không nên mua trả góp. Bởi vì trả góp như vậy thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Nó không có cái gì nguy hiểm ghê gớm như mà em nói à. Nếu các bác trả góp thì cái đầu tiên là các bác sẽ phải trả lãi cho ngân hàng, các bác nhé, trả lãi ngân hàng. Cái thứ hai nữa là xe mình mua về nó chỉ để phục vụ mình đi lại thôi,
chứ nó sẽ không sinh ra tiền cho mình đâu. Chính vì vậy là các bác hãy cân nhắc khi mua những chiếc xe cho nó hợp túi tiền gia đình nhà mình các bác nhé. Thế với chiếc xe này thì nếu như các bác là mà có đủ 245 triệu hoặc có 300 triệu thì hãng lên mua. Còn nếu các bác thiếu thì bên em vẫn có thể hỗ trợ trả góp cho các bác được. Thế nhưng trả góp như vậy thì nó sẽ rất là phức tạp. Vì khi các bác trả góp thì phải sang tên đổi chủ, rồi thì tất cả các thủ tục ngân hàng, rồi thì họ còn bắt mua cả bảo hiểm thân vỏ nữa. Chính vì vậy mà nó sẽ cõng lên một cái khoản tiền nó rơi vào tầm 20 triệu để cộng thêm như thế nữa. Chính vì vậy mà cái mức độ mua trả góp là sẽ không hợp lý các bác nhé, không hợp lý. Còn nếu như bác nào mà có nhu cầu hoặc là bắt buộc phải mua xe cao lên nhiều hơn so với số tiền của mình để về làm một công việc của đó để kiếm ra tiền thì chúng ta lên mua như thế. Còn nếu chúng ta mà không có nhu cầu thì tốt nhất là chúng ta cũng không mua làm gì. Hãy tìm cho chúng ta một con xe nó hợp với túi tiền nhà mình thôi các bác nhé. Nghĩa là cách chọn xe và mới sẽ an toàn cho gia đình nhà mình. Nếu chúng ta mà mua một chiếc xe mà nó nhiều tiền hơn cái số tiền mà mình có đấy, thì chúng ta có thể đi nó rất là tốt hoặc đi rất là sướng, nhưng mà chúng ta sẽ nó bị rút đi cái tiền của chúng ta rất là nhiều. Hàng năm hàng tháng chúng ta đều phải trả lãi, trả gốc trả lãi. Nếu chúng ta làm ăn được không sao. Ví dụ như trong cái thời Covid này mà các bác làm mà vừa rồi mà chót mua xe trả góp rồi ấy, thì trong cái mùa Covid này chúng ta không đi làm được thì chắc chắn là chúng ta sẽ không lấy tiền đâu ra để trả góp được, và nó sẽ đưa chúng ta vào một cái vòng xoáy để vòng cháy thiếu thốn các bác nhé. Cho nên các bác hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi mua những xe trả góp đúng không nhé. Và ngay sau đây thì em sẽ giới thiệu với các bác là làm thế nào để chúng ta có thể là sử dụng một chiếc xe, quản lý một chiếc xe cũ cho nó tốt và an toàn. Vâng, quý vị hãy đăng ký video ngay bây giờ để không bỏ lỡ những video tiếp theo tôi đăng lên cho quý vị và các bạn. Vâng, và ngay sau đây thì em sẽ chia sẻ một chút kinh nghiệm của mình về cách quản lý xe, quản lý chiếc xe cũ như thế nào để cho nó an toàn, hiệu quả, để khi các bác đi trên đường nó sẽ không xảy ra những vấn đề trục trặc ngoài ý muốn chúng ta các bác nhé. Trước tiên chúng ta đi xe thì chúng ta hãy kiểm tra đầu tiên, đó là chỉ kiểm tra 4 cái lốp các bác nhé. Chúng ta phải kiểm tra 4 lốp này. Đấy, 4 quả lốp. Nếu như chúng ta mà xe đi hàng ngày ấy thì cũng nên kiểm tra, hoặc là xe để một thời gian mà mới đi cũng nên kiểm tra. Chúng ta kiểm tra cái đầu tiên là kiểm tra xem có đủ độ căng ở lốp không các nhá. Lốp có đủ độ căng không? Xem 4 quả luôn. Xem đủ độ căng không? Và khi chúng ta xem xong 4 quả đấy nó cho tốt rồi thì chúng ta bắt đầu mới xem cái phần quan trọng nhất, đó là xem phần máy. Rất nhiều các bác đi xe trên đường mà gặp phải cái tình huống không mong muốn. Đây em sẽ giới thiệu các bác nhé. Em mở cabo cho các bác xem. Rất nhiều các bác gặp tình huống không mong muốn này chỉ vì các bác sơ suất mà thôi các bác nhé. Cái trước tiên là nếu chúng ta muốn đi xa, muốn đi chiếc xe này vận hành khởi hành đi xa từ 50, 100, 200 km thì chúng ta hãy lên kiểm tra những cái thứ sau đây. Như cái đầu tiên thì em nói là chúng ta kiểm tra lốp, đó là cái đầu tiên. Và bắt buộc các bác nhé, các bác trước khi đi xe là bắt buộc chúng ta phải kiểm tra lốp là đầu tiên. Thứ hai là các bác sẽ mở cái máy lên, mở cái bộ máy lên. Chúng ta hãy kiểm tra hai thành phần chính, đó là thành phần dầu máy. Đây là cái thanh kiểm tra dầu máy và kiểm tra nước mát các bác nhá. Đây là cái chỗ để kiểm tra nước mát. Thế thì ngay sau đây thì em sẽ rút các bác về kiểm tra về cái phần dầu máy. Đây là dầu máy, em sẽ rút cái này lên các bác nhá. Rút cái này lên kiểm tra dầu máy. Đây chính là cái thanh dầu máy. Và các bác chờ em một chút, em sẽ đặt cái điện thoại xuống lên giúp các bác. Vâng, đây các bác nhé, em sẽ rút cái thanh dầu máy lên và em sẽ kiểm tra cho các bác xem. Khi rút lên thì chúng ta sẽ đưa lên chút xem, và trên cái thanh này thì nó sẽ có hai cái lỗ này,
hai cái dấu này, dấu trên và dấu dưới. Cái dấu dưới này là cái dấu mà hết dầu, dấu trên là dấu min là đủ. Như vậy thì chúng ta khi rút thì chúng ta sẽ lau sạch đi các nhé. Đấy, chúng ta lấy giấy hoặc cái gì lau sạch đi, sau đó chúng ta lại cắm xuống cái lỗ mà chúng ta rút lên đây này. Đấy, các nhé. Đấy, chúng ta cắm ngập hết xuống, sau đó chúng ta lại rút lên để kiểm tra xem con này có đủ dầu hay không các bác nhé. Đấy, rút lên. Và khi chúng ta rút lên thì chúng ta xem đây. Như chiếc xe này, thì dầu đây, dầu lên đúng đủ ép luôn các bác nhé. Dầu lên đúng đủ ép luôn, như vậy chiếc xe này là đủ chất lượng, đảm bảo để chúng ta có thể vận hành trên đường được các bác nhé. Đấy, đây là một cái phần đầu tiên. Vâng thưa các bác, và phần thứ hai chúng ta cần kiểm tra, đó chính là kiểm tra cái nước mát này. Chúng ta kiểm tra nước mát. Đây cũng là cái bình để đựng nước mát, nhưng cái bình này không có tác dụng kiểm tra các bác nhé. Bình này chỉ là bình thừa thôi, bình chứa thôi. Nhiều bác không hiểu là chỉ kiểm tra cái bình này và đổ nước vào đây. Đổ nước vào đây nhé, đổ nước vào đây không tác dụng gì đâu. Chúng ta hãy kiểm tra cái phần này. Đây mới là cái cần kiểm tra các bác nhé. Đây ạ. Khi chúng ta kiểm tra thì nó sẽ có nước ở đây. Đấy, nhìn thấy nước rồi. Chúng ta chỉ cần nhìn thấy nước là được nhé. Còn nếu như không thấy nước thì chúng ta nên bổ sung vào cho nó đầy nước ở đây. Còn cái bình này nó không tác dụng gì đâu ạ. Bình này bình phụ, bình thừa. Khi mà đi nóng nó sẽ đẩy hơi ra đây, đẩy ra đây. Chứ cái bình này không có tác dụng. Tác dụng là ở chỗ này. Chúng ta xem nó nhìn thấy nước. Đây ạ, các bác nhìn thấy nước ạ. Đấy, có thấy nước. Thấy nước là được. Nhưng không cần phải đổ nhiều nữa, tràn sang cái bình này thôi. Vâng thưa các bạn, chỉ cần kiểm tra hai cái thành phần như vậy ở trên máy chúng ta chỉ cần kiểm tra hai thứ chính như vậy, nếu như đủ thì chúng ta chạy sẽ rất là an toàn. Đó là rất là đều rất là đơn giản thôi, nhưng nhiều bác gặp phải cái trường hợp đấy. Vâng, vừa rồi thì em đã giới thiệu cho các bác một chiếc xe Honda i10 đời 2015, số sàn và chiếc này em đang bán với giá là 245 triệu đồng các bác nhé. Vâng, các bác nào có nhu cầu mua xe thì hãy liên hệ với em theo số điện thoại 0896108883. Và các bác đang xem kênh của em thì không quên đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất, những xe mới nhất mà hàng ngày em lấy về cho các bác. Và vừa rồi thì em cũng bằng cái kinh nghiệm của mình chia sẻ cho các bác biết về một số cái vấn đề như mình chọn xe như thế nào và mình làm thế nào, quản lý xe thế nào để khi mình đi trên đường nó sẽ không bị xảy ra những cái vấn đề mà không như ý muốn. Vâng, và thì đó là bằng cái kinh nghiệm riêng của em. Và em rất là muốn là các bác khi đi sử dụng xe trên đường sẽ an toàn 100% đi về đến nhà. Và các bác nào có ý kiến như thế nào thì cũng cho em xin một lời bình ở bên dưới để em sẽ hoàn thiện hơn để giúp các bác được sử dụng một chiếc xe được tốt hơn. Vâng, em xin chào và hẹn gặp lại các bác nha.